chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và cuộc sống ở tại Việt Nam. Thì hiện tại bây giờ thì Quỳnh đang có mặt ở ngay công ty của nhà Quỳnh luôn. Và hôm nay thì hàng collagen của Quỳnh chính thức là hả về đến công ty nha mọi người. Bây giờ thì nó đang nằm trong xe tải nè. Bây giờ thì mình sẽ đến là mình khui hàng ra nha. Và hàng này thì mới vừa được lấy từ cảng Cát Lái về nha mọi người. Rồi đây mọi người. Đây. Quá trời con Pikachu rất là dễ thương luôn. Hôm nay thì nhà Quỳnh đi, hôm nay nhà Quỳnh đi tổng cộng là 3 xe tải lớn về nha mọi người. Rồi mở cửa luôn. Đó, hàng còn nguyên lô nguyên kiện luôn đó mọi người. Mở em luôn. Thì xe này tổng cộng là được 3 kiện nha. Quỳnh đi 3 xe là tổng cộng hơn 9 kiện. Thì cái kiện hàng này là có ghi luôn cả tên công ty cũng như là cái sản phẩm thương hiệu của Quỳnh GGD Super Whey Collagen NMN nha mọi người. Rồi bây giờ thì Quỳnh sẽ nhờ mấy anh để mấy anh hỗ trợ Quỳnh bốc hàng đi vô trong công ty nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ xé cái màn gọi là cái màn bọc thực phẩm ra nha. Ở đây ở ngoài đây thì ba anh hỗ trợ phía trong nhà thì cũng là có thêm ba anh hỗ trợ nên là tổng cộng 6 anh đó mọi người. Rồi bây giờ thì mấy anh thì sẽ đưa hàng vào bên trong nhà như thế này, để một chút nữa thì sẽ có nhân viên kiểm kho bên nhà Quỳnh sẽ cả bắt đầu kiểm nha mọi người. Rồi bây giờ thì Quỳnh sẽ khui một thùng ra nha. Đây. Trời cứng ngắc luôn. Con dao gì bóp xuống không được luôn, ghê chứ. Rồi đây. Rồi bây giờ thì Quỳnh sẽ khui một hộp đó nha mọi người. Thì sẽ coi cái chất lượng mà khi mà Quỳnh nhập từ Nhật về thì nó có khác gì nhau không nha. Rồi bây giờ thì Quỳnh sẽ khui một hộp luôn nha. Cái này thì mình sẽ uống ngon nhất á là cái lúc mà mình để vào bên trong tủ lạnh nha. Đây, màu hồng rất là dễ thương, rất là xinh xắn nha mọi người. Đây, rất là dễ thương và xinh xắn. Trước khi uống thì mình sẽ lắc đều lên để cho cái sản phẩm là nó hòa quyện vào nhau và mình sẽ uống ngon hơn. Với lại cái sản phẩm này thì Quỳnh cũng có nói với mọi người thì đây là sản phẩm là Super Whey Collagen NMN của là Chigiri, là tên công ty cũng là tên thương hiệu sản phẩm mà Quỳnh bán cả hai đầu Nhật và Việt Nam nha. Và cái sản phẩm này thì nó sẽ hỗ trợ mình làm trắng sáng da nè, hỗ trợ chống nắng nè, hỗ trợ mình đó là hả có thành phần NMN là thành phần mà hỗ trợ mình cải lão hoàn đồng, sửa chữa những cái tế bào mà bị tổn thương trong cơ thể của mình, cũng như là bên trong đây thì nó có placenta hay còn gọi là nhau thai để mà nó hỗ trợ về làm đẹp đó nha mọi người. Và cái đặc biệt nhất đó là hàm lượng collagen cực kỳ cao, với hàm lượng collagen là 10.000 mg cho một chai collagen mà bên nhà Quỳnh đang bán nha. Thì 10.000 collagen thì là một lốc như vậy thì là 100.000, thì phía ngoài đây có ghi nè mọi người, một lốc như vậy là 100.000 mg nha. Rồi và cũng nói cho mọi người biết luôn thì cái sản phẩm này thì bên nhà Quỳnh sẽ chính thức bán vào ngày 12 tháng 11 năm 2024 này nha. Đây bây giờ mình sẽ mở ra nha. Và cái sản phẩm này thì nó được làm á, nó có cái mùi là mùi trái cây rất rất là thơm mọi người, thơm lắm. Một ngày thì chị em mình chỉ cần uống là một chai như thế này thôi là nó sẽ hỗ trợ chị em mình đó là giữ mãi tuổi thanh xuân nha. Và cái giờ mà mình uống thì mọi người lưu ý giúp Quỳnh thì mình sẽ uống một là sau bữa ăn sáng, hoặc là mình sẽ uống vào trước khi mà mình đi ngủ buổi tối nha. Đó, sau khi mà mình uống xong thì mình sẽ gài lại và mình sẽ
cho vào thùng rác. Với lại là trong cái thời gian mà Quỳnh bán là ngày 11, là ngày 12. Trong cái thời gian mà Quỳnh chuẩn bị bán là ngày 12 tháng 11 này là sẽ ra mắt sản phẩm này và cũng như là bán sản phẩm này tại Việt Nam á, thì bữa đó sẽ có chương trình khuyến mãi đặc biệt cho những chị em nào mà mua sản phẩm của bên Quỳnh nha. Mọi người hãy chờ đón xem cái phần livestream của Quỳnh trong ngày đó nhé nha. Thì mọi người ơi, hôm nay thì cũng là ngày đầu tiên mà hả gia đình Quỳnh dọn qua bên công ty mới, cũng như là cho mẹ Quỳnh qua đây ở luôn. Thì mẹ Quỳnh ở cái phòng ở gần đây nha. Hôm nay thì đi qua nhà mới cho nên là hả Quỳnh cũng làm một mâm đồ ăn để mà ăn mừng nhà mới. Tại vì là hôm nay thì đồ Quỳnh chưa có sắp xếp với nhà bếp á, cho nên là nó cũng hơi trễ để mà hả mình nấu nướng. Tại vì là bây giờ phải lục loại đồ ra, tại vì là khi mà vận chuyển nhà thì người ta sắp xếp mỗi cái một thứ mình chưa sắp xếp kịp á, cho nên phải mua đồ ăn ở ngoài. Rồi bây giờ thì mà mọi người cùng ăn chung với Quỳnh với mẹ Quỳnh nha. Nói sơ về cái món ngày hôm nay thì có order là một ít là mực nướng nè, rồi tôm càng xanh, bên này là có cua Cà Mau, ốc mỡ, nhum nướng phô mai, cũng như là nghêu hấp thái nha mọi người. Rồi bây giờ thì mời mọi người cùng ăn chung với Quỳnh với mẹ Quỳnh nha. Rồi bây giờ Quỳnh sẽ đổ cái phần này ra một ít thôi. Hôm nay nó cho có một loại này thôi hả mà. Cho có một loại màu đỏ thôi mọi người. Mày cay dữ lắm à. Cay không biết, một chút ăn không biết. Rồi. Rồi đây mà. Rồi bây giờ mời mọi người ăn chung với hai mẹ con mình nha. Bây giờ mình thử nha mọi người. Rồi ăn đi mẹ. Uống miếng nước đây mọi người. Rồi Quỳnh sẽ ăn thử một ít. Xin mời mọi người nha. Một ít ở đây là mực. Mực nha mọi người. Rồi chấm nha. Mực rất là tươi nha. Dạ. Nó giòn sừng sực luôn mọi người ha. Nóng hả? Mực tươi. Đúng là vậy, Việt Nam thích rồi mọi người. Thèm cái gì là mình order một cái á. Có trong vòng một nốt nhạc luôn. Trong đây hình như mấy cái món này á, mình đã mua cho mẹ ăn thử thôi đúng không? Mẹ ăn thử món này mà. Cái này là ốc mỡ nha mọi người. Bự quá. Thôi. Cái này chấm nhiều cay nha mọi người. Ốc mỡ. Ốc mỡ này là cháy tỏi. Dít nha. Con to quá hả? Con to ghê. Nào. Hết hồn luôn. Hết hồn luôn. Nó còn sống mọi người. Cho nên nó chạy. Ăn thử nha. Mày gỡ được không? Chờn quá. Ốc mỡ ngon mà. Nói thiệt với mọi người á, về Việt Nam thích nha. Bởi vì á, Quỳnh thèm cái gì á, Quỳnh order rất là nhanh luôn. Tại vì cái khu này của Quỳnh á, là Quỳnh ở Bình Thạnh á, cho nên là hả ở đây thì nó tấp nập á mọi người, order nhanh lắm. Còn lúc mà Quỳnh ở gần chợ Bình Điền á thì được cái nằm ghế khu chợ, nhưng mà cái chợ thì hoạt động buổi tối, mình muốn ăn cái gì á thì hầu như là mình order thì nó xa. Với cái thứ hai nữa là Quỳnh ở ngoài rìa vậy á, cái mấy cái hàng mà ta bán đồ ăn vặt á mọi người ít lắm mọi người. Thèm đồ ăn á, order á, trời ơi, giá phí ship tụi nó khủng khiếp luôn mọi người. Công nhận cái chén chấm nãy cho mình chấm vô nó cay ghê luôn mọi người. Ớt đỏ này cay lắm. Cay ghê hồn luôn. Ăn tôm đi. Ăn thử nè.
ăn tôm á, tôm càng xanh nha, càng xanh. Mẹ ăn ít rau, bỏ ít rau cho mẹ nè. Ở bên đây, ở bên đây thì có rau răm, có rau răm thì rau răm để mẹ Quỳnh ăn, rau răm mẹ ăn ít nè, ít nè, xà lách. Bên đây thì để ít rau ngò với xà lách Quỳnh ăn nha mọi người. Tôm càng xanh này á, nó được cái là cái đầu nó bự nha mọi người, nhưng mà cái mình có đúng chút xíu à. Được cái á, về Việt Nam ăn tôm càng xanh thì ngon nè. Ở Nhật á, bữa mọi người biết mình cũng thèm tôm càng xanh mua ăn thử, mà khi mà nó nhập qua Nhật á, cái nó đông đá, cái khi mà nó đông đá vậy á, cái mình rã đông ra mình ăn á, trời con tôm nó bỏ rẹt rồi mọi người, ăn nó chán phèo luôn á. Chấm nhiều quá sợ nó cay. Tôm chắc mà. Ăn tí rau cho có tí rau. Rau đỡ ngán. Cho đỡ ngán. Cài dễ sợ luôn á. Mọi người biết, hồi chiều mình quay video cho mọi người xem á, thì là lúc đó là 4 mấy 5 giờ, mà giọng này á đúng là tháng 10 chưa cười đã tối mọi người, trời nhanh tối lắm luôn. Order này ăn cua nè thì cũng phải order trước á. Mày ăn đi, coi cái đầu thử không. Nó béo. Con mực xanh nó béo ghê. Con cua này mà mọi người biết mua mua nhiều nhiều vậy á, chứ một chút nữa cũng chia ra cho con bé quay phim nữa nó ăn mọi người, với mấy em trợ lý nữa. Về giờ Việt Nam là toàn là hả bé trợ lý nó quay phụ Quỳnh không đó mọi người ơi, chứ đâu phải là mẹ Quỳnh quay đâu. Có nhiều bạn không biết nói hả, Quỳnh kêu mẹ Quỳnh quay rồi nói bạn trợ lý Quỳnh có như em gái trợ lý Quỳnh đó mọi người, nó quay cho Quỳnh. Mẹ không biết làm. Mẹ Quỳnh đâu biết làm đâu mọi người. Làm rồi mẹ. Tại vì khi mà làm xong là cũng phải sửa nữa. À dạ. Ôi ôi, nó gạch quá trời rồi mọi người. Người ta đặt sẵn cho mình, nó để về nhà Quỳnh dễ mở nè. Bây giờ mình quay cho mọi người xem. Đó, mọi người thấy không? Đây. Đây, tên. Trời ơi, gạch quá trời luôn nè mẹ ơi. Rồi mẹ ăn đi không? Đó, con mở cho mẹ nửa cái mẹ ăn nè, ăn thử đi. Hay là con mở cho mẹ nguyên con luôn. Mẹ Quỳnh con không hết đâu. Mẹ Quỳnh á là nguyên một mâm đồ ăn, mỗi thứ ăn chút đó mọi người, sao ăn con hết á. Đúng của Cà Mau. Cái gạch của nó ăn không lẫn vô đâu được nhưng mà ngon dễ sợ. Cái gạch nó, cái con này á là nó vừa gạch ướt mà nó vừa gạch gạch khô luôn. Bà ngoại ăn dính lên tới lỗ mũi luôn. Bà ngoại ăn dính tới lỗ mũi này nè. Cạp nè. Tại bà ngoại cạp đó. Rồi mình lột cái này ra nha. Cái con này hôm nay là mua cũng gọi là size trung bình, chứ không được gọi là size bự nha. Cắt ra. Nó ngon. Với ăn giờ này cũng trễ đó, Quỳnh cũng lo nữa nè. Ăn nhiều nẻo mọi người, buổi tối nó cũng khó tiêu nha. Order mâm hải sản này không biết bao nhiêu tiền nữa mọi người. Cái ông bán nó không hèm báo giá luôn, mà ông cũng không hèm lấy tiền.
ổng đợi cho hả cha đâu hả đâu hả tuần 10 ngày sao mới báo qua đơn trả tiền. Quỳnh mua hãng kiểu gì mà từ bên Nhật tới Việt Nam luôn, người ta không sợ dịch hay sao tôi. Cái thịt, cái thịt cua ngon mà ha. Hôm nay được cái nha, là vô rằm nha mọi người. Ngày mai là ngày mai mùng 1 tháng 11 nha. Vậy mà con cua hôm nay mua chắc địch mà. Nhưng mà tính ra hồi chiều các ông bán hàng có tâm, hồi chiều đáng lẽ là Quỳnh đặt là đặt ghẹ. Cái ông nói với Quỳnh á là ghẹ không được ngon. Cái ông nói với Quỳnh là thôi Quỳnh ăn các món khác đi. Cái Quỳnh mới hỏi là có món gì nữa. Cái ông kêu Quỳnh ăn cua đi, cua thì ngon hơn ghẹ. Nhưng mà mở răng cua không nhận ngon thiệt, nhức nhối lắm mà. Quá đã luôn. Con cua này ngon từ cái gạch cho tới cái thịt luôn. Thịt ngọt cái nè. Thường thường đó là một con đó là nó vừa có gạch thôi nha. Có gạch là có gạch thôi, có thịt là có thịt thôi nha. Và con này vừa gạch vừa thịt luôn mấy ha. Bởi vậy nó ngọt kìa. Ăn con này ăn được hai loại sướng. Ngon ghê. Con nhâm biển nó to kìa ha. Ăn thử nha mọi người. Công nhận con nhâm biển ở Việt Nam mọi người. To vậy hả? Ừ ghê. Có những nhỏ xíu. Mà ngon mà. Ngon. Ở trong có chút xíu không? Trong chút xíu mà nhân nước phô mai thấy vậy nè. Ở trong có chút xíu mà. Mình cũng ăn nha mọi người. Ở trong nè. Có chút xíu mọi người. Đó. Rồi mình ăn nha. Nướng phô mai cho nên đem lên húp thùm mọi người. Quên đem cái muỗng lên nè. Bây giờ lấy cái nĩa dít nè mọi người. Nó béo ghê luôn mọi người. Bây giờ dít một cái là ở trong vừa có nhum biển mà vừa có phô mai lên à. Ngon ghê, mẹ cho con miếng nghêu đi mà. Đây, cho con miếng nghêu qua đây. Nghêu này là nghêu hấp Thái nha mọi người. Không biết bên đây làm cái vị ngon không chứ mình thấy ở đây mực nè, với lại ốc, với lại nhum á, nhím biển á thì là vị vừa ngon nha. Ít thôi mẹ, trời ơi, bà ngoại múc quá trớn luôn, quá trời quá đất luôn. Ngon ngon. Ngon rồi. Ngon mà, bạn thử à. Làm cái vị vừa ăn nha. Bà ngoại múc cho Quỳnh nguyên chén nha mọi người. Thấy Quỳnh nhìn nhiều. Nó lợm sờm á. Nhưng mà ăn á khoảng chừng vài con là hết à. Thôi, hết chén hả? Ngon. Mọi người thấy cái mâm ít để làm cái gì là múc riêng ra cho bé trợ lý nó ăn đó nha mọi người. Người mới hết nhanh vậy. Cái nước chấm cay quá. Nước đỏ này cay lắm. Nước xanh không cay, cay lắm. Quỳnh ngồi Quỳnh ăn mà em bé đập rần rần mà. Hôm nay lớn á. Đập rần rần. Có ăn nhiều nữa không? Không. Con no á. Cao quá. Con thêm nhiều nè. Không, con no. Hồi nãy một chén. Nghe ra bé nó có chất. Không. No. Bác sĩ dặn á, Quỳnh có thèm cái gì á
Thì Quỳnh ăn mỗi thân chút 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 thôi, không được ăn cái gì nhiều quá. Mà hôm bữa coi đâu trên TikTok có bà kia bà nghe lời ai nói mang bầu mỗi ngày uống nước dừa ngày 2-3 trái để con ra trắng. Trời ơi uống sữa vô bác sĩ la quá trời. Mà không phải là uống sữa mà bây giờ mới uống quá nhiều, mày hiểu không? Uống sữa thì ở bên Nhật á, người ta cũng dặn con một ngày chỉ uống một ly thôi. Sữa uống nước mía rồi đó. Uống một ly thôi, nước mía hả cũng không được uống nhiều nữa. Người nào mà bị tiểu đường thai kỳ cũng không được uống luôn. Nguy hiểm lắm. Cay quá. Hôm nay thì cái video của Quỳnh nó cũng dài lắm rồi mọi người. Thì Quỳnh cũng xin kết cái video lại tại đây luôn. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của hai mẹ con Quỳnh. Hy vọng là sản phẩm của Quỳnh ra vào đợt tới này là ngày 12 tháng 11 sẽ mở bán á, sẽ được là các anh chị cô chú yêu thương ủng hộ, mua ủng hộ hàng của gia đình Quỳnh nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video và lần sau. Bye bye, bye.